Okay. Vậy, viêm tụy cấp có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Cô G, 18 tuổi, đến bệnh viện địa phương vì buồn nôn, nôn và không thể ăn uống được trong suốt 48 giờ. Các triệu chứng của cô ngày càng nặng dần, cơn đau quặn bụng quanh và trên rốn xuất hiện ngày càng nhiều, đau tăng và cô cảm giác như là có một con dao đang đâm vào bụng mình. Khi nhập viện, cô được chẩn đoán viêm tụy cấp dựa trên các triệu chứng đau bụng, xét nghiệm máu và các men amylase tăng cao 319 U trên lít. Amylase tăng là một dấu hiệu của viêm tụy cấp. Lipase tăng và CD ở bụng đặc hiệu cho một trường hợp viêm tụy cấp. Tuy nhiên, bất thường nổi bật nhất là sự gia tăng rõ rệt của triglycerides 19,48 trong khi bình thường nó chỉ nhỏ hơn 2,25. Và cholesterol toàn phần là 19,47 trong khi bình thường nhỏ hơn 5,1 mmol trên lít. Cô được chẩn đoán là viêm tụy cấp tăng triglycerides. Tụy là cơ quan phương dài bằng 1 tờ đô la và nằm ở vùng trên hay vùng thượng vị phía sau dạ dày. Nó đóng vai trò nội tiết tạo hormone như insulin và glucagon rồi tiết chúng vào máu. Đồng thời tụy còn đóng vai trò ngoại tiết, tiết men tụy giúp tiêu hóa thức ăn. Men tụy phân cắt các đại phân tử như carbon hydrate, lipid, protein trong thức ăn, nhưng các đại phân tử này cũng có mặt trong tế bào tụy. Nên để bảo vệ tụy, các tế bào tuyến sản xuất men dưới dạng bất hoạt gọi là các tiền men. Và các tiền men này chỉ được kích hoạt khi tiếp xúc với protease, cũng giống như là khi chúng ta rút chốt một quả bom vậy. Đồng thời các tiền men này được ngăn cách trong các mô nhạy cảm trong túi dự trữ chứa cùng với các chất ức tiết chế protease. Để tiêu hóa một bữa ăn, các tiền men được giải phóng vào ống tụy và đi đến ruột non. Tại đây chúng được hoạt hóa bởi protease trypsin. Nhưng nếu các tiền men này trở lên hoạt động sớm, nó có thể gây viêm tụy cấp và tình trạng này có thể xảy ra do bất kỳ tổn thương nào của các tế bào tuyến hoặc bất kỳ điều gì cản trở sự bài tiết tiền men vào tá tràng. Hai nguyên nhân hàng đầu của viêm tụy cấp là nghiện rượu và sỏi. Khi vào viện, cô còn tỉnh táo, nhiệt độ 37 độ C, nhịp tim nhanh 110 lần trên phút, huyết áp 126 trên 68 mm thủy ngân, nhịp thở 14 lần trên phút và độ bão hòa oxy trong không khí trong phòng là 98%. Khám bụng cho thấy cô đau lan tỏa ở thượng vị và quanh rốn, không chướng và rất may là chưa có các phản ứng thành bụng, nếu có cô G sẽ rất là nặng. Tuy nhiên, 12 giờ sau, cô G bắt đầu thở nhanh, nhịp tim nhanh dần, hạ huyết áp và tình trạng toan chuyển hóa mất bù, sốc khiến bệnh nhân ngày càng suy kiệt. Bình thường máu chúng ta giữ mức pH bình thường và tất cả tế bào sống trong môi trường pH đều hài lòng và hạnh phúc. Bất kỳ nguyên nhân nào đó làm pH acid hay kiềm đều dẫn đến tình trạng chết tế bào. Vì vậy, tình trạng toan chuyển hóa nặng của cô G là nguy hiểm, có khả năng tử vong. Kết quả nặng này khiến cho cô ngay lập tức được chuyển đến ICU, khoa hồi sức tích cực. Tại đây, các xét nghiệm đánh giá cho thấy rõ ràng tình trạng mất bù có liên quan đến nhiễm toan chuyển hóa tăng quả chống allium đáng kể. Đi lượng cetone đã được kiểm tra và phát hiện thấy tăng cao, chẩn đoán toan cetone do đái tháo đường đã được đặt ra. Cô ấy đã được bắt đầu điều trị cơ bản và liệu pháp insulin truyền tĩnh mạch. Liệu pháp này vừa làm giảm triglycerides do viêm tụy cấp, vừa làm giảm tình trạng toan cetone đái tháo đường của cô. Cô G được khuyến cáo không bắt đầu dùng lại thuốc tránh thai cho đến khi mức chất béo trung bình ổn định và được xác nhận khi xét nghiệm lại. Sau 6 ngày tại ICU và 2 ngày tại khoa nội tổng hợp, cô được xuất viện trở về với chẩn đoán là viêm tụy cấp do tăng triglycerides, toan cetone đái tháo đường. Cô ấy đã được lên lịch khám tại khoa nội tiết ngoại trú tại địa phương của cô ấy và ổn định. Tại thời điểm xuất viện, mức triglycerides của cô ấy đã trở lại bình thường 3,2 mmol trên lít, cũng như mức cholesterol của cô ấy cũng đã trở về bình thường. Vậy, viêm tụy cấp không nguy hiểm đâu, chỉ chết thôi. Phần 2, tại sao lại bị viêm tụy cấp tăng triglycerides và tại sao lại tái phát nhiều lần? Viêm tụy cấp thường do rượu, do sỏi, do tăng triglycerides. Các nguyên nhân ít gặp hơn là sau nội soi tán sỏi mặt ngược dòng, tăng canxi máu, do thuốc, do nhiễm khuẩn, do có thai, do di truyền hay là ngộ độc. Vậy tại sao cô G lại bị viêm tụy cấp? À, nếu ai chưa xem tình huống của cô G hãy trở lại phần 1 nhé.
Rồi. Một điều lưu ý, trước đây cô không có tiền sử bệnh tật hay phải vào viện phẫu thuật điều trị bệnh gì cả. Cô chỉ uống thuốc tránh thai thuộc nhóm thuốc hormone estrogen. Cô có nói cô chỉ uống rượu xã giao, thỉnh thoảng uống rượu cho công việc cũng như là không uống rượu trong một tuần trước. Thậm chí cô chưa từng uống quá nhiều đến nỗi say hay dùng các chất kích thích trước đó, vì vậy nguyên nhân rượu có thể ít nghĩ đến. Trước đây cô chưa từng có triệu chứng đau bụng, không phải phẫu thuật, không có tiền sử bị rối loạn lipid máu, viêm tụy hay sỏi mật trước đây. Điều này đưa đến cho các bác sĩ một câu hỏi: tại sao người chưa từng có tiền sử rối loạn lipid máu cũng không phải thể trạng béo lại có mức cholesterol và triglycerides, các yếu tố của mỡ máu cao đến như vậy? Trong trường hợp này, bệnh sỏi mật hoặc các nguyên nhân tắc nghẽn khác đã được loại trừ bởi các kết quả chụp CT đã được thực hiện. Tiền sử của cô ấy không có tiếp xúc với chất độc hoặc uống rượu, nhiễm trùng, chấn thương hoặc là do ma túy gây ra. Yếu tố kích hoạt rõ ràng cho viêm tụy cấp trong trường hợp này là tăng triglycerides nghiêm trọng. Có một danh sách, và trong danh sách ấy có rất nhiều nguyên nhân gây ra tăng triglycerides, bao gồm các nguyên nhân chuyển hóa, di truyền và dược lý. Đặc biệt là cô G không có tiền sử gia đình bị rối loạn lipid máu. Vì vậy, với cô G, việc cô ấy sử dụng thuốc tránh thai có chứa estrogen hiện tại được coi là nguyên nhân hàng đầu gây tăng triglycerides. Trong trường hợp nặng và phức tạp này, nếu được rút kinh nghiệm thì có một vấn đề có thể: nếu cô G được phát hiện sớm thì tình trạng đái tháo đường dẫn đến toàn chuyển hóa nặng thì sẽ bớt nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, như đã nói, đây là một trường hợp phức tạp và khó. Bệnh nhân có khả năng bị tăng đường huyết trong một thời gian với mức tăng đáng kể HbA1c ở mức 12%. Do không có triệu chứng và mới xuất hiện, cơ thể vẫn bù đắp được một phần lượng insulin thiếu hụt. Có một mối liên hệ suy luận như thế này: đái tháo đường do thiếu insulin, insulin do tuyến tụy tiết ra, bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Vậy bệnh nhân bị đái tháo đường làm nặng lên viêm tụy cấp, hay là viêm tụy cấp trước đấy đã dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của toan xê tôn đái tháo đường thông qua tổn thương tuyến tụy hay không? Trong trường hợp này, các bác sĩ tin rằng là ý thứ nhất, đái tháo đường làm khởi phát viêm tụy cấp, cũng như do sử dụng kéo dài thuốc tránh thai gây ra làm tăng triglycerides lên mức đủ cao để làm tăng đáng kể nguy cơ viêm tụy cấp ở những người được chẩn đoán là đái tháo đường. Tình trạng giảm thể tích nặng, toan chuyển hóa của viêm tụy cấp cũng làm nặng thêm tình trạng toan xê tôn đái tháo đường của cô, và bằng chứng cuối cùng, sự bình thường hóa nhanh chóng mức triglycerides khi được điều trị thay thế insulin cũng thêm vào khẳng định này. Vậy hãy cẩn thận với thuốc ngừa thai. Bạn cần làm các xét nghiệm sớm, xét nghiệm máu, công thức máu, hóa sinh máu, trong đó có các men tụy như amylase và lipase. Nếu nó tăng, đấy là một dấu hiệu cảnh báo viêm tụy cấp. Chụp hình ảnh đánh giá chẩn đoán gồm có CT ổ bụng là chính xác nhất, tuy nhiên ảnh hưởng đến thai cần cân nhắc. Thứ hai là siêu mổ bụng. Biện pháp này an toàn, tuy nhiên phụ thuộc vào trình độ của người siêu âm và cũng không tốt bằng CT. Vậy hãy cân nhắc cẩn thận và các bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định an toàn nhất cho bạn. Điều trị sớm nguyên nhân và tình trạng tăng triglycerides máu bao gồm: thứ nhất, phát hiện nguyên nhân và loại bỏ. Thứ hai, triglycerides máu nếu trong tình trạng tăng cấp tính và nặng nguy hiểm có thể được sử dụng insulin và thay huyết tương. Nếu trường hợp nhẹ, có thể dùng các thuốc để giảm cholesterol và triglycerides máu. Bạn cần khám thai định kỳ thường xuyên, siêu âm thai thường xuyên. Viêm tụy cấp nằm ở bệnh cực nặng, đừng tự điều trị, hãy đi khám bác sĩ.